Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Cà Phê Len. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý. Mời quý vị cùng theo dõi. Giá vàng SJC giảm nhưng không phải ai cũng săn lùng vàng rẻ. Theo thông tin từ Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày 24 tháng 6, giá vàng SJC vẫn duy trì ở mức 76,98 triệu đồng một lượng. Đây được xem là một mức giá hấp dẫn so với những giai đoạn trước đó khi giá vàng tăng mạnh. Nhận định từ các chuyên gia cho thấy khi giá vàng SJC giảm mạnh, nhiều người dễ dàng rơi vào lối mòn mua vàng quá mức. Tuy nhiên, vàng, mặc dù là một khoản đầu tư ổn định, chỉ nên chiếm trong danh mục đầu tư từ 5 đến 10%. Điều này bởi vì vàng không chỉ là một khoản đầu tư sinh lợi, mà chủ yếu là chờ đợi tăng giá. Khi giá vàng giảm, nguy cơ bị lỗ nặng là rất cao, do tâm lý FOMO, Fear of Missing Out, và hiệu ứng đám đông thúc đẩy nhiều người mua vào mà không xem xét kỹ lưỡng lý do đầu tư. Trong khi đó, nếu giá vàng tăng mạnh, khoản đầu tư này có thể mang lại hiệu suất cao nhưng vẫn có nguy cơ không đạt được lợi nhuận tối ưu nếu người đầu tư dồn hết tiền vào vàng và bỏ lỡ những cơ hội đầu tư vào các tài sản khác có tiềm năng sinh lợi hấp dẫn. Các chuyên gia khuyên người đầu tư nên đa dạng hóa danh mục đầu tư và duy trì sự an toàn trước những biến động thị trường và lạm phát. Họ cũng nhấn mạnh rằng việc mua vàng nên được thực hiện theo chiến lược nắm giữ dài hạn, tránh giao dịch ngắn hạn hoặc lướt sóng vì giá vàng thường chỉ tăng mạnh theo thời gian dài. Ngoài ra, giá vàng SJC hiện nay còn chịu ảnh hưởng từ chính sách nhà nước và biến động của giá vàng thế giới. Điều này khiến cho xu hướng tăng giảm của giá vàng SJC trở nên khó lường hơn trước. Sẽ tối ưu quy trình bán vàng trực tuyến. Đã một tuần kể từ khi 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank và Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC áp dụng hình thức đặt mua vàng trực tuyến trên website ngân hàng hoặc đặt hàng qua tin nhắn. Báo Thông tấn xã Việt Nam thông tin. Đã không còn cảnh người dân xếp hàng dài đông đúc chờ lấy số giao dịch, tuy nhiên vẫn lác đác có người ngồi chờ các điểm bán vàng miếng SJC để được mua vào vàng trực tiếp bởi họ gặp khó khi đặt mua trực tuyến. Tại một điểm bán vàng miếng SJC ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, chú Văn Hùng, người dân sống trong quận chia sẻ dù biết các ngân hàng hiện chỉ bán vàng cho người có giấy hẹn hoặc có lịch đăng ký trực tuyến, nhưng sau nhiều lần được con hướng dẫn, chú vẫn không đặt mua thành công nên muốn ra điểm giao dịch để được mua trực tiếp. Chị Bích Thủy, một nhân viên văn phòng tại quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, những người có nhu cầu mua vàng như tôi, một nhân viên văn phòng không thể ngày nào cũng đứng xếp hàng chờ tới lượt giao dịch, nên tôi rất ủng hộ hình thức đặt mua vàng trực tuyến hiện nay. Tuy vậy, dù đã nhiều lần vào website các ngân hàng để đặt mua, tôi vẫn thường nhận lại thông báo rằng ngân hàng đã nhận đủ số lượng đăng ký trong ngày, mời quay lại sau. Theo chia sẻ từ đại diện các ngân hàng, hình thức đặt mua vàng trực tuyến, ngân hàng cũng áp dụng số lượng tương tự với hình thức trực tiếp trước đó trên mỗi ngày chỉ phục vụ một lượng khách nhất định, dẫn đến việc nhiều người không thể đặt lệnh thành công khi số lượng giao dịch đã hết. Đồng thời, ngân hàng giới hạn mỗi người chỉ được mua một lượng vàng miếng SJC một ngày. Là ngân hàng đầu tiên cung ứng dịch vụ đặt mua vàng miếng trực tuyến, ông Nguyễn Thanh Tùng, Tổng Giám đốc Vietcombank cho biết, thời gian tới, ngân hàng sẽ tiếp tục tối ưu quy trình cung ứng vàng và bán vàng cho người dân, tiếp tục đưa việc bán vàng lên app, ứng dụng, thanh toán không dùng tiền mặt nhằm đảm bảo sự minh bạch và tiện lợi. Theo tiến sĩ Huỳnh Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế, việc bán vàng trực tuyến giúp người dân tiện lợi hơn. Nhưng khó khăn trong việc mua vàng trực tuyến đang gây tâm lý khan hiếm, cần mở rộng quy mô bán để đáp ứng nhu cầu. Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng ở nước ngoài, ông Hiếu cho rằng phát hành chứng chỉ vàng có thể là một giải pháp mà cơ quan quản lý có thể tính đến. Giải pháp này đã được nhiều nước tiên tiến trên thế giới áp dụng rất hiệu quả. Như ở Mỹ, người dân không có thói quen mua vàng miếng hay vàng vật chất vì tiềm ẩn nhiều rủi ro liên quan đến an ninh và phải mua bảo hiểm để bảo vệ. Thay vào đó, họ mua chứng chỉ vàng trên thị trường chứng khoán. Các công ty kinh doanh vàng phát hành chứng chỉ vàng ghi nhận số lượng và giá trị vàng rõ ràng, minh bạch và giá trị của chúng biến động theo thị trường, ông Hiếu chia sẻ. Do đó, vị chuyên gia đề xuất các cơ quan quản lý nên cân nhắc cho phép các nhà kinh doanh vàng phát hành chứng chỉ vàng và cho phép trao đổi chúng trên thị trường thứ cấp. Việc sử dụng chứng chỉ vàng có nhiều ưu điểm như an toàn, tiện lợi, không lo gặp phải vàng giả, vàng thiếu tuổi, thiếu trọng lượng và không phải trả phí gia công.
Tại cuộc họp với các tổ chức kinh doanh mua vàng miếng vào ngày 21 tháng 6 vừa qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng yêu cầu các đơn vị tiếp thu ý kiến, đề xuất sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, đồng thời khẳng định Ngân hàng Nhà nước có đủ quyết tâm, nguồn lực, công cụ để thực hiện các giải pháp phù hợp trước mắt và lâu dài để thị trường vàng phát triển ổn định theo nguyên tắc thị trường, có sự quản lý của nhà nước. Sau 3 tuần triển khai bán vàng cho người dân thông qua 4 ngân hàng và công ty SJC, giá vàng SJC đang ổn định ở mức 76,98 triệu đồng một lượng, cao hơn giá vàng thế giới khoảng hơn 4 triệu đồng một lượng, thu hẹp đáng kể so với mức chênh lệch gần 20 triệu đồng một lượng trước đây. Trong bối cảnh thị trường vàng thế giới biến động khó lường, người dân cần thận trọng, tránh hiệu ứng tâm lý đám đông khi mua vàng để hạn chế rủi ro. Ngân hàng ra mắt mua bán vàng trên app. Tại cuộc họp giữa Ngân hàng Nhà nước với các tổ chức kinh doanh mua bán vàng miếng diễn ra mới đây, Tổng Giám đốc Vietcombank cho biết sẽ đưa việc bán vàng lên app, thanh toán không dùng tiền mặt theo định hướng đảm bảo minh bạch và tiện lợi. Thông tin từ tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị cho biết, nhằm quán triệt tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về quản lý thị trường, thảo luận các biện pháp cũng như đề xuất kiến nghị để tiếp tục thực hiện mục tiêu ổn định thị trường vàng. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Vietcombank cho biết, thời gian tới Vietcombank sẽ tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và tiếp tục tối ưu quy trình cung ứng vàng, bán vàng cho người dân. Trong đó sẽ tiếp tục đưa việc bán vàng lên app, thanh toán không dùng tiền mặt theo định hướng đảm bảo minh bạch và tiện lợi. Đây là thay đổi quan trọng, giúp việc bán vàng online thuận lợi hơn. Hiện nay 4 ngân hàng và công ty SJC đều đã chuyển sang bán vàng online trên website ngân hàng. Việc này nhằm tránh tình trạng xếp hàng mua vàng diễn ra suốt mấy tuần qua. Tuy nhiên, lượng khách đăng ký rất đông. Lãnh đạo một ngân hàng cho biết đã có thời điểm hệ thống ghi nhận cùng lúc 140.000 lệnh đặt diễn ra đồng thời. Trong khi đó, số lượng vàng bán ra mỗi ngày có giới hạn, nên chỉ sau vài phút mở cửa đã bán hết sạch. Tại cuộc họp, các ngân hàng và công ty vàng đều đánh giá các biện pháp can thiệp quyết liệt của Ngân hàng Nhà nước đã mang lại hiệu quả, qua đó giúp thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và ý kiến của các cơ quan chức năng. Sau 3 tuần bán vàng theo hình thức mới tại 4 ngân hàng thương mại nhà nước và công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, hiện giá vàng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 4 triệu đồng một lượng, thu hẹp đáng kể so với mức gần 20 triệu đồng thời gian trước. Các ngân hàng và công ty vàng cũng thừa nhận nếu Ngân hàng Nhà nước không can thiệp thị trường vàng để giá chênh cao sẽ dẫn đến những tác động tiêu cực như buôn lậu, trốn thuế, mất cân đối cán cân thanh toán, ảnh hưởng đến điều hành tỷ giá và vĩ mô. Tại cuộc họp, trước ý kiến cho rằng thời gian qua có dấu hiệu của việc thuê người xếp hàng, thao túng, lũng đoạn thị trường. Các đơn vị tham gia bán vàng miếng SJC đều khẳng định sẽ tiếp tục cải tiến quy trình, công nghệ để tạo sự thuận lợi cho người dân có nhu cầu mua vàng thực, loại bỏ việc đầu cơ. Tuy nhiên, cũng cần truyền thông để người dân nhận thức rõ, tránh hiệu ứng tâm lý khi mua vàng. Theo quy định Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm đầu mối thực hiện quản lý nhà nước về thị trường vàng. Việc điều hành thị trường vàng cần căn cứ vào diễn biến bối cảnh trong nước, quốc tế, mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ, diễn biến kinh tế vĩ mô để quyết định thời điểm, mức độ, liều lượng can thiệp thị trường vàng phù hợp. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng yêu cầu các đơn vị tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý xác đáng của doanh nghiệp kinh doanh vàng và ngân hàng tham mưu đề xuất sửa đổi Nghị định 24. Ngân hàng Nhà nước khẳng định có đủ quyết tâm, nguồn lực, công cụ để thực hiện các giải pháp phù hợp trước mắt và lâu dài, để thị trường vàng phát triển ổn định theo nguyên tắc thị trường có sự quản lý của nhà nước. Thuê người mua vàng để trục lợi. Ông Trần Hữu Đang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý ASEAN, AJC Hà Nội cho hay, từ đầu tháng 6 đến nay, rất ít khách đến bán vàng miếng SJC nên công ty gần như không có hàng bán lại cho người cần. Có thời điểm, khách quen đặt mua hàng chục lượng vàng do không thể thu mua số lượng từ người dân bán lẻ nên chúng tôi phải từ chối, ông Đang nói. Theo tìm hiểu của chúng tôi, một số đại gia vàng ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội vẫn có cách thu gom vàng miếng SJC để tích trữ, chờ thời cơ sinh lời. Cách dễ nhất là họ cho quân xếp hàng mua vàng từ các điểm bán của 4 ngân hàng và công ty SJC. Sau đó, những người này bán lại vàng cho doanh nghiệp vàng. Đương nhiên, các giao dịch này đều có nguồn gốc, chứng từ hợp lệ. Khi đó, doanh nghiệp sẽ giữ vàng trong kho, chờ ngân hàng dừng bán sẽ tung ra thị trường kiếm lời.
Các đầu mối kinh doanh lớn có thể trục lợi bằng cách thuê người xếp hàng mua vàng rồi bán lại cho khách quen với mức cao hơn giá bán của ngân hàng từ 1 đến 2 triệu đồng một lượng, chủ một tiệm vàng ở khu vực chợ Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh tiết lộ. Tuy vậy, nhiều người am hiểu về giao dịch vàng cho hay các thông tin như người mua, chứng từ giao dịch, dãy số thể hiện trên miếng vàng SJC đều được các điểm bán nhập vào hệ thống. Những thông tin này có thể được kết nối với dữ liệu dân cư quốc gia để cơ quan quản lý theo dõi, giám sát, đánh giá xử lý những tình huống bất thường trên thị trường. Việc này sẽ góp phần hạn chế đối tượng thu gom vàng để đầu cơ, làm giá, thao túng thị trường hoặc rửa tiền thông qua mua vàng. Khi cần thiết, nhà nước có thể xác định nguồn gốc số vàng mà các tổ chức, cá nhân nắm giữ, từ đó truy vết các đối tượng vi phạm pháp luật và đưa thị trường vàng đi vào lề lối, một người trong nghề kỳ vọng.